6 cách mở cung tài lộc giúp thần tài gõ cửa. Theo phong thủy, cung tài lộc đóng vai trò vô cùng quan trọng, quyết định tới sự hưng thịnh và nguồn tài lộc của mỗi người. Do đó, ngày nay có rất nhiều người quan tâm đến cách mở cung tài lộc. Vậy bạn đã biết đến các cách để có thể chiêu tài lộc và kích hoạt cung tài lộc chưa? Cung tài lộc là gì? Trước khi đi vào tìm hiểu về cách mở cung tài lộc như thế nào, hãy cùng với bài viết điểm qua một số thông tin khái quát về cung tài lộc cùng với cung quý nhân và cung quan lộc cung tài lộc là một trong số các cung đường được nhiều người quan tâm nhất cung tài lộc nằm ở đâu và cách coi cung tài lộc ra sao xin trả lời rằng nếu xét về vị trí thì cách xác định cung tài lộc trong nhà đúng như sau cung thiên lộc nằm hướng đông nam ngũ hành thuộc cung tốn và mộc cách xác định cung thiên lộc với màu sắc đặc trưng của cung tài lộc sẽ là màu xanh lục hoặc màu xanh da trời còn xét về ảnh hưởng cung tài lộc có tác động rất lớn đến nữ trưởng hoặc cháu gái trưởng trong mỗi gia đình cung tài lộc bị hãm nếu phong thủy trong nhà không thích hợp rất có thể sẽ khiến cho cung tài lộc bị hãm cung tài lộc bị đóng sẽ khiến gia chủ làm ăn thất bát tiền tài ra hết không giữ lại được thầy Bá Vi sẽ tổng kết bốn yếu tố quan trọng nhất khiến cung tài lộc đóng. Một, cung tài lộc bị khóa vì thiếu sáng. Chúng ta đều biết rằng ánh sáng mặt trời được xem là thịnh dương, giúp cho hấp thụ tài lộc, vượng khí vào nhà và kích hoạt cung tài lộc. Nếu nhà bạn thiếu ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mặt trời lâu ngày sẽ khiến âm thịnh, từ đó suy giảm cung tài lộc của gia chủ. Hai, Cung tài lộc bị hãm do hướng đường lớn. Nếu nhà bạn thiết kế có ban công và phòng ngủ chính đối diện với hướng đường lớn, sẽ khiến cung tài lộc đóng. Hãy xây dựng nhà sao cho không để điều đó xảy ra. 3. Cung tài lộc trong nhà bị đóng do có quá nhiều gương. Theo các bậc thầy phong thủy thì gương kính trong nhà được xem là vật dễ bị chiếu tà. Trong nhà có quá nhiều gương sẽ khiến cung tài lộc bị hãm, từ đó làm cho gia chủ hao tốn tài, kinh tế sẽ ngày càng bị sa sút. 4 do nhà có sông ngòi chảy qua, nếu nhà bạn có sông chảy qua sau lưng là điều đại kỳ ảnh hưởng tới cung tài lộc của chủ nhà. Nếu sông chảy phía trước nhà, thì cần chảy theo hướng từ trái qua phải. Nếu chảy ngược lại sẽ làm cung tài lộc bị đóng. Cách khai mở cung tài lộc là gì? Khai mở cung tài lộc là gì? Mở kho tài lộc là gì hay trấn trạch khai mở cung là gì? Và vì sao đa phần người làm kinh doanh đều mong muốn điều đó? có thể tạm hiểu mở cung tài lộc là khi gia chủ nhờ thầy bùa cao tay kích hoạt vào cung tài lộc sẽ đem đến may mắn về hoạt động kinh doanh sự nghiệp của các thành viên trong gia đình khai mở cung tài lộc sẽ giúp mở cung tài lộc cho bản thân giúp công việc kinh doanh được thuận lợi hơn đem đến lợi nhuận cao hơn trong kinh doanh khai cung tài lộc sẽ giúp con gái nữ trưởng hoặc cháu gái cả thành đạt hơn trong sự nghiệp đối với những cơ sở kinh doanh làm lễ mở cung tài lộc sẽ hỗ trợ nguồn tài chính của đơn vị tăng lên mở cung tài lộc có tốt không mở cung tài lộc có tốt không là thắc mắc mà thầy bá vi nhận được của nhiều anh chị gửi tới nhiều năm nay nhiều bạn theo chủ nghĩa duy vật không tin tưởng vào mở cung tài lộc những bạn này nghĩ rằng ai cũng có một cung tài lộc của chính mình do đó chỉ cần nỗ lực là tài lộc sẽ đến mà chúng ta không cần thiết phải mở cung tài khai cung lộc tuy nhiên đây là suy nghĩ sai lầm vì nhiều khi có nỗ lực đến mấy mà không có may mắn cung tài lộc bị hãm thì cũng vô ích có nên cúng mở cung tài lộc vậy nên thay vì thắc mắc là có nên làm lễ mở cung tài lộc hay không bạn hãy thay thế bằng những câu hỏi đúng mở cung tài lộc là như thế nào hay làm sao để mở cung tài lộc và cuối cùng là mở cung tài lộc ở đâu các anh chị cần biết rằng việc mở cung tài lộc hay còn được gọi là mở kho tài lộc thực sự rất cần thiết với mọi cá nhân. Để bạn có thể khơi mở lại được phần tài lộc ở hiện tại và trong quá khứ của mình, giúp bạn có thể đạt được mọi ý nguyện. Thường bạn nên mở cung tài lộc, kết hợp với dùng bùa hoặc ngải cầu tài thầy báo vi để việc làm ăn có kết quả tốt nhất. Cách sắm lễ cúng mở cung tài lộc Cách làm lễ mở cung tài lộc sẽ gồm hai phần lễ chính là một vàng mã trong lễ mở cung tài lộc bao gồm tòa chúa tài lộc ba bộ 12 câu tiên nàng thời xưa tùy theo dân tộc của chủ nhân mà chọn nàng tiên cho phù hợp dân tộc nên đặt làm riêng cho phù hợp trang phục từng dân tộc vùng miền cây rừng lá ngàn đủ 12 bộ tượng trưng cho 12 tháng trong năm luôn đông đầy tiền bạc kho chứa kim ngân tài lộc thóc đổ lạc vừng cũng đủ 12 bộ bộ nón bà chúa tài lộc, núi vàng và núi bạc, tùy theo tuổi gia chủ mà chuẩn bị cho đủ số lượng, mỗi một tuổi tương ứng cần một núi tiền và một núi bạc, nhớ tính theo tuổi âm. Các cây tiền vàng dân chúa tài lộc, số lượng cũng theo tuổi âm của gia chủ lễ mở cung tài lộc. Vàng thỏi, bạc thỏi dân chúa tài lộc, mỗi tuổi sẽ tương ứng một mâm. Ngựa và người mã, cứ 10 tuổi tương ứng với một ngựa mã và một người hầu mã đi kèm là cách khai mở cung tài lộc đúng nhất. Hai lễ chay gồm có những vật phẩm mở cung tài lộc sau. Một mâm bánh trưng hình vuông, tượng trưng cho đất. Một mâm bánh dày hình tròn, tượng trưng cho trời. Cả hai thứ này dâng lên vua hùng, ý nghĩa mông mưa thuận gió hòa làm ăn thuận lợi, tài lộc đầy nhà. Đây là cách cúng xin tài lộc được người Việt từ xa xưa đã dùng cách cúng mở cung tài lộc luôn cần một mâm xôi màu vàng dân chúa tài lộc màu vàng sẽ thể hiện cho sự phát đạt hoàng kim luôn mang lại sự may mắn cho chủ nhân cách mở cung tài lộc tại nhà cần dùng hoa tươi làm lễ yêu cầu với nữ là chín loại hoa nam là bảy loại đa số dùng nhiều màu vàng đẹp cấm nhiều cung kiểu khác nhau ưu tiên nhất hoa ly thứ gì tới hoa lan rồi mới tới các thứ hoa khác tùy tâm các gia chủ tiến cúng. Thường thêm các đàn cầu thọ cho các gia đình, đổi mệnh sinh tử thì thường còn phải bày thêm các vật phẩm khác nữa. đến cần dùng nếu muốn mở cung tài lộc sẽ gồm 29 cốc loại lớn đủ dùng cho 9 ngày 9 đêm với nữ và 7 ngày 7 đêm với nam, để có thể cháy liên tục không tắt, để cầu cho các gia chủ tiêu tai bệnh tật và tiêu nghiệp chướng. Văn khấn mở cung tài lộc cần tự chuẩn bị đầy đủ nếu muốn cung tài lộc vượng khí tiền vào như nước khi tự làm tại nhà giá mở cung tài lộc hết bao nhiêu các anh chị đi tìm cách mở cung tài lộc cho bản thân đã tìm với thầy bá vi vì mở cung tài lộc tại nhà không hiệu quả lúc này thường thắc mắc mở cung tài lộc hết bao nhiêu tiền cũng xin trả lời các anh chị rằng việc mua lễ lạc tùy thời điểm giá cả có khác nhau lên xuống thất thường thầy không thể làm chủ giá cả lễ lạc đó được nếu mua lễ có lên giá thì giá mở cung tài lộc sẽ cũng phải lên theo và ngược lại để biết chi tiết kích hoạt cung quan lộc hết bao nhiêu bạn nên trực tiếp liên hệ với thầy bá phi để biết cụ thể mở cung tài lộc ở đâu nhiều bạn đọc tới đây vẫn đắn đo không biết nên mở cung tài lộc tại nhà theo hướng dẫn mở cung tài lộc trên mạng hay là lên chùa thỉnh hộ mệnh để mở cung lộc cho mình để có lộc buôn bán làm ăn hay phải nhờ tới các bậc thầy bùa cao tay như thầy cá vi mới giúp mở cung tài lộc cho bản thân được và khi sẵn sàng muốn khai mở cung mệnh rồi thì cách khai mở cung mệnh ra sao thầy sẽ giải thích rõ hơn điều này ở phần tiếp dưới đây cách mở cung tài lộc tại nhà cho bản thân đầu tiên thầy phải khẳng định với bạn rằng không tồn tại cách tự mở cung tài lộc nào tại nhà mà có hiệu quả cả bạn bị khóa cung tài lộc mà muốn khai cung tài mở cung lộc thì cần tới các thiền sư đắc đạo tại các chùa lớn hoặc các thầy bùa cao tay như thầy Cá Vi mới giúp có hiệu quả được. Lý do chính bạn không đủ căn cơ và khả năng để có thể xin mở cung tài lộc cho bản thân, dù có chuẩn bị đủ khóa lễ mở cung tài lộc đi chăng nữa. Vì vậy khi muốn khai mở và kích hoạt tài lộc thì liên hệ trực tiếp thầy Tá Vi để được giúp đỡ mở cung tài lộc cần những gì khi bạn muốn mở kho tài lộc thì cần chuẩn bị đầy đủ tiền để mua phần lễ mở cung tài lộc như đã nêu ở trên ngoài ra cần thêm các thông tin chi tiết của người muốn mở cung tài lộc nếu người đó là bạn thì bạn cung cấp thông tin của bạn nếu bạn làm giúp ai đó thì đưa thông tin người kia ra để thầy làm giúp mở cung tài lộc bằng cách như thế nào sau khi bạn cung cấp đủ thông tin và tiền lễ cho các thầy để sắm lễ mở cung tài lộc giúp bạn, thầy sẽ bắt đầu làm lễ cúng mở cung tài lộc. Thường lễ này mất 7 đến 9 ngày tùy cung tài lộc đóng tới mức nào. Mở đường tài lộc thường kèm thêm việc thỉnh hộ mệnh mở cung lộc để giúp hiệu quả được tối đa. Vậy mở cung tài lộc như thế nào phụ thuộc vào chính quyết định của bạn? hiện nay nhiều người đã tìm đến thầy bá vi để nhờ kích hoạt cung tài lộc cho gia đình mình để được kết quả tốt nhất cách kích hoạt cung tài lộc của thầy bá vi đã qua kiểm chứng thực tế trong nhiều năm qua khi giúp đỡ nhiều người thu hút được tài lộc về mình để được tốt nhất nên kết hợp kích hoạt cung tài lộc với làm bùa hoặc ngải cầu tài thầy bá vi đây là những cách hoàn toàn lành tính do đó các bạn có thể yên tâm sử dụng để gọi tài lộc về cho gia đình của mình nhé chia sẻ câu chuyện người nhờ thầy báo vi giúp gia đình muốn mở cung tài lộc vì làm ăn khó khăn con chào thầy báo vi con và chồng hiện đang làm ăn rất bết bát mong muốn thầy giúp xem cung tài lộc nhà con sao bế tắc đến vậy thầy ra tay hướng dẫn cách mở cung tài lộc và làm bùa làm ăn tài lộc giúp vợ chồng con con xin thầy giúp vợ chồng con thấy được hy vọng trong cuộc sống này thêm lần nữa. Con lấy chồng gần 16 năm, 16 năm với con là một chặng đường dài, nuốt hết cả thanh xuân của con, mệt mỏi áp lực luôn bủa vây con, chồng con vì đi sai đường mà suy nghĩ cờ bạc cá độ, số đề sẽ làm giàu nhanh nhất cho nên gây ra đổ nợ. Ngoài sự nông cạn này ra thì chồng con là người sống rất tình cảm và tốt mà nhiều người rất quý, chính vì cảm hiểu được nhau và hơn hết con muốn vực dậy chồng con làm ăn lại đàng hoàng với quán ăn để vợ chồng cùng nhau kiếm tiền chân chính trả nợ cho mọi ngu và nuôi hai con gái nhỏ ăn học tốt hơn. Nhưng thầy báo vi dạ. ơi, tụi con càng cố gắng làm thì không hiểu sao quán con càng ngày càng vắng khách, con thuê mặt bằng giá cao, mỗi ngày con phải góp cho những chủ nợ là 4 đến 5 triệu. Thật sự bây giờ con rất khổ và khó khăn nói đúng hơn là túng thiếu tận cùng. Nguồn thu nhập chính của con trang trải là buôn bán tại quán nhưng không hiểu vì lý do gì mà quán còn bán rất tế con đi xem bói người ta bảo nhà con bị khóa cung tài lộc nên làm ăn không bao giờ may mắn cả con xin thầy phá viên giúp con khai mở tài lộc và giúp con làm bùa buôn bán tài lộc tới quán con tốt đẹp thuận lợi và đông khách hơn cho vợ chồng con có động lực làm ăn trả hết nợ và không ai khinh thường vợ chồng con nữa xin thầy thương giúp vợ chồng con sớm con chờ tin thầy và con cảm ơn thầy nhiều kết luận trên đây bài viết đã chia sẻ xong một số cách mở cung tài lộc giúp thần tài gõ cửa hiệu quả để các bạn tham khảo nếu quan tâm đến đùa kích hoạt tài lộc của thầy bá vi hãy liên hệ trực tiếp thầy để được tư vấn cụ thể hơn nhé chỉ cần liên hệ thầy Bá Vi để giải đáp các thắc về buồn ngãi thì liên hệ trực tiếp thầy bằng cách nhắn tin vào điện thoại hoặc qua Zalo, Facebook 0918334190. Anh chị nhớ like và đăng ký kênh để xem nhiều hơn video từ thầy Bá Vi về buồn ngãi nhé.